Titan Thủy Tổ, tiếng Anh là Fallen Titan. Về việc hóa, các bạn có thể gọi là Titan Thủy Tổ, Titan Sáng Lập, Titan Nền Tảng, Titan Khai Sáng, Titan Gốc, Titan Thân Chủng, Titan Ông Cố Nội đều được. Tiếng thét của nó có thể tạo ra và điều khiển được các Titan khác, đồng thời có thể sửa đổi ký ức cùng thành phần cơ thể của dân tộc Eldia. Nhưng sức mạnh của Titan Thủy Tổ chỉ có thể sử dụng bởi các thành viên hoàng gia. Còn trường hợp bất thường thì là đấng Eren của chúng ta vô tình có được Thủy Tổ. Bằng cách hét lên, Titan Thủy Tổ cấp cho người sở hữu khả năng điều khiển Titan theo ý muốn và khiến họ tuân thủ theo hầu như mọi thứ mà người đó muốn. Điều này được chứng minh bởi Eren, người vô tình chỉ huy được bọn Titan đần độn gần đó ăn bà mẹ lớn tội nghiệp của anh, cái dòng thứ mất dạy. Và cái khả năng này dường như chỉ hiệu quả với Titan đần độn, mặc dù những người có sức mạnh của Titan vẫn có thể cảm nhận được tầm ảnh hưởng của nó. Nó cũng được Caprix sử dụng để xây dựng bức tường, chỉ huy nhiều Titan khổng lồ để làm cứng cơ thể và giam mình trong các cấu trúc tường thành. Phạm vi của khả năng này chưa xác định là được bao xa, mặc dù Caprix đã sử dụng nó để chỉ huy bọn Titan khổng lồ trải dài trên một phần lớn của đảo Faradis. Roderick tuyên bố, sức mạnh có khả năng quét sạch tất cả các Titan nếu được sử dụng hết tiềm năng của nó. Titan Thủy Tổ có thể sửa đổi tâm trí và ký ức của thần dân Ymir, thậm chí toàn bộ dân tộc cùng một lúc luôn. Khả năng này cũng có liên quan đến khả năng điều khiển Titan. Theo ghi nhận của Edwin Smith, Titan đơn giản chỉ là những con người biến đổi thành. Nó được Caprix sử dụng để làm cho các thần dân Ymir trong bức tường quên đi lịch sử của thế giới trước khi sắp đặt bức tường. Nó cũng được Friedaris sử dụng để xóa ký ức của History về các chuyến thăm của cô. Bất cứ ai không phải là thần dân của Ymir hoặc thuộc tộc Hackerman đều không bị ảnh hưởng bởi khả năng này. Titan Thủy Tổ có một số khả năng được kích hoạt bằng cách la hét Demacia! Hay là như thế này. Hay là như thế này vậy. The World! Tokyo Tomare! Điều tuyệt vời là những người thừa kế Titan Thủy Tổ không cần phải biến thành Titan mới sử dụng được khả năng này. Titan Thủy Tổ có thể biến đối tượng của Ymir thành Titan và thậm chí có thể khiến chúng rồ sộ như Titan mập đi đại hình. Caprix đã sử dụng khả năng này để tạo ra hàng triệu Titan to đùng đoàn tạo nên các bức tường. Chúng ta vẫn chưa thể biết được trước khi kết thúc chuyện liệu có khả năng nào tạo thêm được các Titan Shifter trong các chương tiếp theo không? Cái đó phải đợi bố trẻ tác giả Isayama giải đáp trong các chương tiếp theo rồi.